Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính sau đây. Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe cùng Yoga của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi phát